ơn đấng thiêng liêng cao cả, tạ ơn Đức Chúa Tổ Đa Sia Na Ra Ra. Tu 100 kiếp mới được ngồi chung thuyền, môn sinh vi diệu pháp hành thiền chúng ta đã có đủ 100 kiếp tu. Nay chúng ta được ngồi chung con thuyền bát nhã của Đức Sư Tổ Đa Sia Na Ra Ra. Mà người chèo lái con thuyền vượt qua bao sóng cả gió lớn là thầy cô trưởng môn. Thầy cô trưởng môn đã dìu chúng ta từ bờ mê đến bến giác. Hạnh phúc nào hơn hạnh phúc này? Hôm nay chúng ta tụ họp về đây hân hoan chúc mừng sinh nhật của thầy cô trưởng môn. Xin được giới thiệu giảng huấn Nguyễn Thị Nhài. Xin được giới thiệu giảng huấn Võ Thị Hồng. Xin được giới thiệu giảng huấn Võ Minh Ngọc. Xin được giới thiệu giảng huấn Nguyễn Thị Trúc. Và xin được giới thiệu giảng huấn Nguyễn Văn Khôi. Xin được giới thiệu giảng huấn Mã Ái Huê. Xin được giới thiệu giảng huấn Nguyễn Văn Chi. Cô chỉ hưởng ké thôi.
được 70 năm chứ. Đáng lẽ là cô đến thế gian này trước để được nhận cái nhiệm vụ cao cả này, nhưng thầy dành đêm thầy trốn thầy đi trước, vì vậy mà thầy xuống, thầy xuống trước, thầy dành việc với cô, nhưng mà dành việc đâu có được. Nhiệm vụ mà đi tìm những cái người con tổ, tìm những cái tiểu hồn của Thượng Đế trở về là nhiệm vụ rất là cao cả. Vì vậy cô xuống cô dành lại, cho nên hai người mới chia sẻ nhau và đồng làm cái nhiệm vụ với nhau. Vì vậy mà thầy mất cái độc quyền, cô cũng mất cái độc quyền. Vì vậy mà thầy cũng chia sẻ nhau để dẫn dắt cho những người con của tổ để trở về nhà. Đó là những gì mà thầy cô đã làm, đang làm và sẽ làm. Và thầy cô tin chắc rằng tất cả các giảng huấn, các trung tâm trưởng, các ông sư sẽ làm giống như thầy cô. Và quý vị sẽ cùng nhau nắm tay nhau, dìu dắt nhau để trở về ngôi nhà tinh thần của mình. Ngôi nhà mà chúng ta đã từng giả nó, chúng ta ra đi, thì bây giờ chúng ta cùng dìu dắt nhau trở về đó ha. Quý vị hiểu điều này không? Thầy cô cũng cảm ơn các giảng huấn đã đại diện cho thầy cô truyền bá cái pháp của tổ, đạo lý của thầy cô đến cho mọi nơi, mọi thiền đường. Và ngày hôm nay pháp môn vi diệu pháp hành thiền phát triển khắp mọi nơi cũng nhờ công lao lớn của tất cả các giảng huấn và các trung tâm trưởng, các ban chấp hành và cùng với các môn sinh nữa, vì các môn sinh của các thiền đường đã vâng lời và đã dấn thân hy sinh cái quyền lợi cá nhân của mình để mà xây dựng cái quyền lợi tinh thần. Do đó mà tất cả các thiền đường của chúng ta đã phát triển, và một cái nơi mà đón nhận những con người bệnh hoạn đau khổ để biến họ trở thành những con người khỏe mạnh, những con người vui, an vui và những con người tích cực để cùng nhau đóng góp công sức mình cho cuộc đời này. Thầy cô cảm ơn và chúc phúc cho tất cả quý vị. Đệ nhị sư tổ đã gìn giữ, và đệ nhị sư tổ qua Việt Nam, qua tới Việt Nam, và đệ nhị sư tổ đã gửi cho năm vị thầy, trong đó đủ mọi thành phần tôn giáo, để gìn giữ pháp môn này cho tới khi thầy cô đến đúng cái thời điểm, đúng cái nhân viên đã chín mùi, thầy cô đã đến để nhận cái pháp môn này và phát triển ra cùng thế giới. Và đây là một cái thiên cơ muốn độ cho con người ở cái thế gian này. Vì sao? Vì sao mà tất cả các vị thầy, kể cả đệ nhị sư tổ, không đem pháp môn này ra thực hành? Quý vị đã nghe, và ngày hôm nay thầy cô muốn nhắc lại để quý vị hiểu rõ ràng về cái pháp môn này hơn. Vì mục đích của Đức Sư Tổ là độ đời, độ thế gian, không phân biệt màu da, chủng tộc hay tôn giáo, độ tất cả con người ở thế gian này. Do đó mà các vị thầy không đem ra thực hành, vì các vị thầy đã mang cái màu áo tôn giáo. Quý vị hiểu rõ điều này không? Nếu các vị thầy mà đem pháp môn này ra thực hành, nếu tôn giáo họ chấp nhận, thì cái pháp môn này thuộc tài sản của tôn giáo này hay tôn giáo kia, có khi là chia năm xẻ bảy ra. Còn nếu mà tôn giáo không chấp nhận thì họ mang tiếng là đi theo một pháp môn tà. Cái gì mà con người có chưa hiểu tới,
chưa chấp nhận, chưa có số đông quần chúng công nhận nó, thì họ đều liệt vào đó là tà. Quý vị hiểu rõ điều này không? Cho nên á, thầy cô thường dạy các môn sinh không phải hiểu rằng trên đời này đã không có pháp môn nào tà hay tôn giáo nào tà hết, chỉ có con người tà mà thôi. Nếu mình ngồi đó mình nghĩ rằng mình tránh được cách tà thì chính mình đã là tà rồi, vì do tâm của mình có phân biệt đối đãi. Tâm của mình á, chỉ có cái suy nghĩ suy nghĩ những cái gì đó mà mình chấp nhận được, mình cho là đúng, và cái gì mình chưa hiểu tới, chưa chấp nhận tới, mình đó là mình cho đó là sai, là trái, là tà. Thì như vậy có đúng không? Không đúng phải không quý vị? Ngày hôm nay Vi Diệu Pháp Hành Thiền đến thế gian này không thành lập tôn giáo, không mang tánh chất chánh trị, không phân biệt màu da chủng tộc, giàu nghèo trên xã hội này. Vì Vi Diệu Pháp Hành Thiền đến thế gian này không đi ngược lại những gì các tôn giáo đã dạy con người. Nhưng mà ngày xưa tới giờ đó, con người đi ngược lại những gì các vị giáo chủ đã dạy, vì vậy mới có phân biệt tôn giáo này hay tôn giáo kia. Đến thế gian này không có thành lập tôn giáo, mà chúng ta Vi Diệu Pháp Hành Thiền chỉ có muốn xây dựng con người, xây dựng cái tình người. Vì chỉ có con người tốt mới xây dựng xã hội tốt, đất nước tốt, một thế giới tốt, một gia đình tốt, phải không quý vị? Thì tất cả chúng ta đó ngồi ở trong cái hội trường này, tuổi tác khác nhau, trình độ khác nhau, giàu nghèo khác nhau, nhưng điều đó đâu có quan trọng đâu, phải không quý vị? Đâu có quan trọng đâu. Vì chúng ta đó đồng là con của Thượng Đế mà, đồng là những người con của Tổ mà, đồng là những con người, là anh em huynh đệ với nhau. Thì chúng ta phải lấy cái tình thương để đối xử với nhau, nâng đỡ với nhau. Chứ còn cái sự khác biệt giàu nghèo, trình độ, tôn giáo, cái điều này đâu có quan trọng đâu. Chúng ta phải phá hết, vỡ hết cái khung sườn để chúng ta có cái tự do, chúng ta giải thoát ra khỏi cái phong tục tập quán để chúng ta đến với nhau, gần nhau. Là môn sinh của Vi Diệu Pháp Hành Thiền, chúng ta đi tới đâu chúng ta phải đem cái sự hài hòa tới đó. Chúng ta đi tới đâu chúng ta phải chấp nhận cái luật lệ của đất nước đó. Chúng ta đi tới đâu chúng ta cũng tôn trọng những con người ở đó, và chúng ta đem những cái tình cảm của mình để đối xử với họ, và chúng ta đem những cái sự bình đẳng của mình để đối xử với tất cả con người, và chúng ta cũng giúp đỡ cho những con người mà có liên quan tới chúng ta để họ cũng có một cái tâm bình đẳng đó, và họ có một cái trách nhiệm với một đất nước, một gia đình, một xã hội. Chúng ta là những người của Vi Diệu Pháp Hành Thiền, chúng ta đi tới đâu chúng ta cũng mang cái tâm xây dựng, chứ đừng bao giờ mang cái tâm phá hoại. Quý vị hiểu chứ? Chứ vì vậy mà Vi Diệu Pháp Hành Thiền đi tới chỗ nào, đi tới nơi đâu, thì tất cả mọi người ở nơi đó, ở đất nước đó đều chấp nhận, đều chấp nhận và đều nương theo để học hỏi, để xây dựng cái tình người. Vì tất cả con người của chúng ta ai cũng muốn được cái sự bình an, nhưng ngược lại chúng ta làm những gieo những cái nhân bất an. Vì vậy mà làm sao chúng ta hưởng được cái quả bình an thưa quý vị? Nếu chúng ta gieo cái nhân bình an, có nghĩa là chúng ta đừng gây sự, đừng có sanh sự với mọi người, thì tất nhiên là sự nó không có sanh. Chúng ta đi đâu chúng ta luôn luôn chúng ta khiêm nhường, chúng ta biết sống một cách hòa đồng, thì ngược lại người khác họ sẽ không bao giờ chống đối mình. Thì như vậy phải chúng ta sống một cách bình yên không?
Vì thế mà chúng ta muốn gia đình mình bình yên, đất nước mình bình yên, thế giới bình yên, thì trước tiên mỗi cá nhân phải xây dựng sự bình yên ngay trong tâm của mình. Quý vị hiểu điều này không? Vì diệu pháp hành tiền đến cái thế gian này, tại sao tất cả các giảng huấn, tất cả các môn sinh trung tâm trưởng xưng hô với thầy cô là thầy cô trưởng môn? Trưởng môn có nghĩa là cái pháp môn này do thầy cô lập ra, không có ai, không có ai trên thầy cô để mà lập ra. Có nghĩa là thầy cô là người thành lập ra chứ không phải là người thừa hưởng. Và thầy cô là người đứng đầu của cái pháp môn này, đạo lý đem ra để dẫn dắt con người ở cuộc đời này, để mà xây dựng những con người tử tế ở trên cái cuộc đời này là do thầy cô dựa trên tư tưởng của tổ. Vì vậy mà thầy cô là trưởng môn có nghĩa là lập ra. Ví dụ như các quý vị lập ra cái trường phái này hay tôn giáo kia là những người đứng đầu, tại vì cái đạo lý của họ, cái sự hiểu biết của họ, cái sáng tạo của họ, họ đem ra họ ban tặng cho cuộc đời này. Và tất cả các giảng huấn đại diện cho thầy cô, tại sao gọi là giảng huấn? Giảng huấn là rao giảng những huấn từ của thầy cô, của tổ đến cho tất cả con người hiểu biết về pháp môn, cho nên gọi là giảng huấn. Nhưng mà từ giảng huấn trở xuống còn là đệ tử, vì là đệ tử của thầy cô, vì là con của tổ. Tại sao? Tại vì tất cả điều học đạo lý của thầy cô, đạo pháp của tổ trong thế giới tâm linh, thầy cô đưa ra thế giới hiện thực này cho quý vị học. Còn thầy cô không có học, mà thầy cô tư duy sáng tạo ra. Vì vậy thầy cô không phải là đệ tử, thầy cô không có làm đệ tử. Và thầy cô nghĩ rằng tất cả các giảng huấn, các trung tâm trưởng, các môn sinh của Vi Diệu Pháp Hành Thiền tu hành theo sự dẫn dắt của thầy cô, tới một lúc nào đó, một kiếp nào đó, quý vị đủ sự hiểu biết, đủ đạo nghiệp để lập ra một pháp môn cho người khác tu hành, thì quý vị cũng sẽ là trưởng môn chứ không phải là đệ tử nữa. Quý vị hiểu không? Quý vị hiểu rõ điều này không? Vì tâm linh đó, nó có đẳng cấp đàng hoàng. Thí dụ nói là tất cả chúng sanh đó, đều có hạt giống Phật, có hạt giống Phật, nhưng hạt giống này có trưởng thành hay chưa, cái đó là còn thời gian, cái đó là còn phải đòi hỏi cái sự tu học của mỗi cá nhân nữa. Chứ không phải là mình có hạt giống Phật mà mình đã là Phật. Quý vị hiểu rõ điều này không? Phật tu hằng hà sa số kiếp, thì Phật là gì? Phật là chỉ cho một vị là hiểu biết và thoát khỏi mê lầm, còn chúng sanh là còn mê lầm. Cho nên có từ Phật và chúng sanh thì còn đối đãi giữa những thành phần mê lầm và thành phần thức tỉnh. Vì vậy á, Phật dạy là Phật là chúng sanh là Phật, Phật thành Phật, chúng sanh sẽ thành Phật. Quý vị nên nhớ, chúng sanh sẽ thành Phật chứ chưa phải mình là Phật. Quý vị hiểu rõ điều này không?